Tính âm 15 cộng âm 46 cộng âm 29. Chúng ta vẽ trục số để minh họa cho từng số. Ở trục số thứ nhất, nếu đây là số 0 thì điểm này sẽ là âm 15. Độ dài của mũi tên là khoảng cách từ điểm âm 15 đến điểm 0 trên trục số và bằng 15 đơn vị. Chúng ta làm tương tự với âm 46. Độ dài của mũi tên là khoảng cách từ điểm âm 46 đến điểm 0 trên trục số và bằng 46 đơn vị. Cuối cùng, làm tương tự cho âm 29. Âm 29 cách số 0, 29 đơn vị về phía bên trái. Vậy ta đã biểu diễn những số này trên trục số và biết khoảng cách từ điểm biểu diễn các số này đến điểm 0 trên trục số. Ta sẽ sử dụng các mũi tên này để thực hiện phép cộng các số từ góc 0, ta lùi sang trái 15 đơn vị để đến âm 15. Sau đó, ta tiếp tục lùi sang trái 46 đơn vị để có âm 15 cộng âm 46. Độ dài của mũi tên xanh là 46 đơn vị, độ dài của mũi tên tím là 15 đơn vị. Và mũi tên màu cam có độ dài là 29 đơn vị, tổng độ dài bằng 15 cộng 46 cộng 29, giá trị của biểu thức sẽ nằm bên trái góc không và là một số âm. 15 cộng 46 cộng 29 bằng 90. Kết quả của chúng ta là số nằm bên trái góc 0 và cách góc 0, 90 đơn vị. Vậy, đáp án bằng âm 90.